Chào mọi người, các bạn có bao giờ tự hỏi như thế nào là một đất nước văn minh? Nhiều người sẽ nói khi đất nước của bạn trở nên giàu có, bạn sẽ có văn minh. Còn tôi thì cho rằng văn minh tạo ra sự giàu có. Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, cách tốt nhất là chúng ta cùng tìm hiểu xem đời sống của những người dân ở những cái nước này có gì khác biệt mà chúng ta gọi họ là văn minh, và có cần thiết phải giống như họ mới được gọi là văn minh, hay chúng ta là ngoại lệ, chúng ta có thể tự đi cái con đường riêng mà người dân vẫn ấm no, vẫn hạnh phúc và phát triển. Văn minh thể hiện từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Khi chúng ta nói đến từ xã hội, chắc chắn chúng ta phải nói về rất nhiều tầng lớp người dân sống trong xã hội đó. Chúng ta sẽ quan sát và phân tích xem một cái nước phát triển, cụ thể là nước Úc. Vì tôi sống ở đây hơn một thập kỷ rồi, cho nên là tôi nghĩ mình đủ uy tín để bình luận. Và tôi chọn quan sát đời sống của tầng lớp lao động có tay nghề ở bên này, bao gồm từ thấp đến cao, vốn chiếm số đông trong xã hội. Và theo cái cách nhìn ở Việt Nam thì dân lao động phổ thông là giai cấp thấp trong xã hội, vì họ làm những công việc tay chân nên lương thu nhập họ thấp. Một số công việc thậm chí còn nguy hiểm, có nơi còn không có bảo hiểm nữa cả. Và nhiều người còn cho rằng lao động tay chân là không có tương lai. Vậy thì chúng ta thử quan sát xem lao động tay chân ở bên Úc như thế nào, lương ra sao, được người bản xứ bên này đối xử như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ nhận thức được là liệu cái mô hình xã hội như thế này có nên tồn tại hay không. Quy chuẩn và thước đo. Nước Úc quản lý tất cả các loại hình lao động có tay nghề bằng license, tức là giấy phép. Một số ngành nghề thì họ gọi là register, tức là đã đăng ký, có cái số ID để quản lý, giống như là giấy phép lái xe đó. Các bạn cần phải trải qua hai kỳ thi là thi lý thuyết và thi thực hành. Mà thi lý thuyết xong thì cũng không được thực hành liền, mà người đó phải tập lái xe là 2.000 giờ với người có bằng full license, có cái sổ ghi lại thời gian. Thực hành lái xe, cái người giữ full license nó phải ký tên để chịu trách nhiệm làm chứng. Một năm sau mới cho các bạn thi thực hành để tránh cái trường hợp là bạn gian ký bừa. Tương tự thì các ngành nghề khác, để lấy được license thì bạn cũng sẽ cần phải tốt nghiệp các trường trung cấp nghề và cao đẳng. Lên đại học luôn thì càng tốt, nhưng mà thật sự là không cần. Khi tốt nghiệp các bạn sẽ được nhận cái tấm bằng tốt nghiệp, nhưng cái này không được gọi là license mà là degree hay là certificate thôi. Các bạn cần phân biệt giữa cái bằng tốt nghiệp hay chứng chỉ nghề với cái giấy phép hành nghề nha. Tức là các bạn sẽ chỉ nhận được bằng tốt nghiệp sau khi học xong, nhưng để có được cái giấy phép hành nghề thì tùy theo từng ngành nghề mà các ban ngành quản lý sẽ có thêm những cái quy định thẩm định cái kinh nghiệm khác nhau. Ví dụ như là thợ xây builder hay là thợ ống nước plumber, các bạn phải đi làm việc cho cái ông thợ có cái bằng full license của cái nghề bạn vừa tốt nghiệp đó một thời gian, tùy theo cái ngành của bạn quy định. Sau đó cái ông full license này phải ký tên xác nhận rằng là chịu trách nhiệm làm chứng cho bạn. Cụ thể bạn muốn lấy một cái bằng builder license đi thì các bạn phải làm việc khoảng 2-3 ngàn giờ kinh nghiệm hay là 2 năm kinh nghiệm gì đó cho cái người có bằng full license. Làm ngày nào thì cái ông full license phải ký tên ngày đó. Họ cũng có thể kiểm tra payslip để tham khảo. Tới khi đủ cái thời gian quy định thì bạn sẽ nộp cái hồ sơ lên Fair Trading để xin lấy cái bằng full license. Cơ bản là họ sẽ thẩm định tay nghề, kinh nghiệm rồi xét lý lịch tư pháp này nọ. Nói chung là thêm mấy cái rô ria rồi bạn sẽ lấy được full license. Sự khác biệt ở đây là gì? Khi bạn có full license, bạn có đủ năng lực để tự đi xây nhà, làm dịch vụ hay sửa nhà cho dân. Còn không có license thì bạn chỉ có thể đi làm phụ hồ cho cái người khác suốt đời thôi. Cái này là luật. Ai cũng như ai. Nó rõ ràng, hơi rườm rà một tí xíu, nhưng ai cũng làm được. Cứ làm là sẽ được. Tại sao rối như vậy? Vì sự an toàn thôi. Nó giống như bạn muốn trở thành phi công chính thức thì bạn phải làm trợ lý cho phi công trưởng mấy ngàn giờ bay rồi bạn mới trở thành phi công trưởng để tự bay á. Mấy cái nghề khác thì họ sẽ thẩm định tay nghề kiểu khác, như là skill assessment. Tại đâu có nghề nào giống nghề nào đâu. Nói chung là bạn phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm. Chưa hết, sau khi có giấy phép license xong thì người thợ lại tiếp tục đi mua bảo hiểm lao động cá nhân và bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng, tiếng Anh gọi là public liability insurance. Và vì cái này là luật nên các người thợ sẽ tự giác đi mua, chứ bên này không có cái cảnh là nhân viên bảo hiểm chạy theo nên để người mua nhờ Việt Nam. Nhiệm vụ của công ty bảo hiểm là kiểm tra xem cái trình độ của người thợ tới đâu rồi mới bán bảo hiểm, chứ bán bậy bạ lỡ cái anh thợ làm bậy công ty đền chết bỏ luôn, đúng không? Bởi vậy bảo hiểm phải xem người thợ có kinh nghiệm chưa. Thì có license rồi thì chắc chắn là đã đi học rồi, không chỉ tốt nghiệp mà còn có bao nhiêu giờ làm việc rồi, bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, hay là có kỹ năng này nọ rồi. Còn chưa có license thì chắc không ai dám bán đâu. Logic ha. Nhà nước quản lý tốt thì bảo hiểm sẽ đỡ bối rối. Sau đó hàng năm nếu người thợ đó làm việc tốt, không xảy ra khiếu nại đền bù thì giá trị bảo hiểm sẽ tăng lên, đồng thời tiền mua bảo hiểm sẽ giảm xuống để khuyến khích người thợ làm việc có trách nhiệm hơn. Bên này có nhiều công ty bảo hiểm nên họ cạnh tranh giảm giá để giữ người là bình thường. Tại vì nếu bạn làm tốt, năm nào bạn cũng đóng tiền bảo hiểm mà họ chả phải đền bù gì thì khỏe hơn. Y chang như là bạn mua bảo hiểm xe ô tô vậy đó, họ sẽ lưu lại lịch sử lái xe của bạn để đàm phán phí mua bảo hiểm với bạn. Bây giờ người thợ có đủ điều kiện để nhận dịch vụ xây sửa. Khi tới nhà khách hàng, khách sẽ không yêu cầu người thợ đưa bằng cấp hay license. Khách chỉ hỏi người thợ là có bảo hiểm hay chưa, cho xin số ID để kiểm tra. Tại một khi anh thợ này mà làm bậy á, khách chỉ cần gọi tới công ty bảo hiểm là được đền bù. Còn lại bảo hiểm sẽ xử lý anh thợ đó sau. Kiểu như là anh thợ làm bậy đó, năm sau phải mua bảo hiểm với cái giá mắc hơn. Hoặc lịch sử bảo hiểm cho thấy anh thợ này làm hư đồ nhiều quá thì sẽ không bán bảo hiểm cho anh này nữa. Vì chứ lịch sử xấu là các công ty sẽ chia sẻ với nhau hết nha. Cho nên là một công ty bảo hiểm sẽ đã từ chối bạn rồi thì đi mấy công ty khác bạn cũng có thể bị từ chối. Mà nếu không có bảo hiểm thì anh thợ đó chỉ có nước là bỏ nghề thôi, vì không khách hàng nào tin tưởng cho ngôi nhà hết. Vậy thì anh thợ sẽ
tự hình thành ý thức làm việc có trách nhiệm, có bảo hiểm thì làm việc đã an tâm rồi, nhưng không có ỷ lại vì bảo hiểm mà đền mà làm việc ẩu tả, phải làm việc có uy tín. Vậy nếu anh thợ làm việc tốt thì sao? Anh thợ sẽ được quyền hét giá cao lên. Quan trọng là khách hàng vẫn vui vẻ trả công cao hơn cho anh. Những cái người không có license thì chắc chắn là không mua được bảo hiểm, và nếu đi hành nghề sẽ bị coi là làm lậu. Dĩ nhiên vẫn có một cái bộ phận thuê thợ làm lậu cho rẻ, nhưng mà đa phần thì dân bên này họ văn minh, người có ý thức nó vẫn đông. Họ hiểu được luật, họ biết được luật xây dựng ra để bảo vệ không chỉ cho họ mà còn bảo vệ cho những người thợ, bảo vệ cho cộng đồng, và họ chấp nhận trả một cái mức giá cao hơn như cái người làm lậu, nhưng họ biết cái số tiền cao hơn đó được dùng để mua niềm tin giữa con người với nhau. Khách hàng tin vào người thợ tin rằng nếu mà họ làm đúng luật, họ làm việc có trách nhiệm, có uy tín, lương của họ sẽ ngày càng tăng trong tương lai. Họ thấy rằng là có tương lai với nghề, họ tin mình sống được với nghề, họ giữ nghề, tay nghề của họ càng ngày càng tăng, uy tín trách nhiệm của họ càng ngày càng tăng, thu nhập họ sẽ càng tăng. Khách hàng lại càng tin họ, trách nhiệm tăng nhờ niềm tin tăng, dẫn đến trình độ tăng, rồi thu nhập tăng, cuối cùng là chất lượng cuộc sống của khách hàng và thợ đều tăng, đất nước giàu lên. Tôi gọi đó là văn minh. Vậy thì chi phí có tăng lên thì nó cũng đáng. Tôi gọi đó là phí xây dựng văn minh cộng đồng. Rõ ràng luật quản lý hơi nhiêu khê, nó làm cho người thợ cảm thấy nản, nhưng một khi hiểu được cái thành quả mà cái luật nó mang lại thì hoàn toàn xứng đáng. Tất cả được xây dựng từ một hệ thống quản lý bài bản, logic, có khoa học. Quan trọng là chính phủ bên này họ giáo dục cho người dân hiểu tại sao họ nên làm như vậy. Bạn nên biết bên Úc có một số thợ ống cống có kinh nghiệm lâu năm, có mức lương cao ngang với lương bác sĩ, lương xấu số. Ví dụ họ đi lắp ống dẫn dầu chẳng hạn. Vì thế nếu các bạn qua những nước văn minh sống, nhiều khi sẽ thấy sốc khi biết cái giá dịch vụ cho dân lao động tay chân ở bên này rất là cao. Và đâu có ai xem thường dân lao động tay chân như ở Việt Nam đâu. Họ đâu có bỏ nhiều chất sáng, họ chỉ bỏ sức lao động, uy tín và trách nhiệm. Thu nhập của họ vẫn tăng và không thua gì mấy cái nhân viên văn phòng. Điều đó cho thấy là bạn làm nghề gì cũng được, miễn là làm tốt, có uy tín, có trách nhiệm thì thu nhập của ai rồi cũng sẽ tăng theo thời gian. Tất cả đều như nhau và không có sự kỳ thị giai cấp ở đây. Đó là văn minh. Rõ ràng họ văn minh không phải vì da họ trắng hơn da chúng ta, mà vì họ hiểu luật và làm đúng luật. Vậy bạn nghĩ Việt Nam có nên học cái mô hình này hay không? Hay chúng ta muốn chọn một cái lối đi riêng? Dựa trên kinh nghiệm này thì dự án nhiệm vụ của chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người một ý tưởng. Vài phút phân tích nhé, clip này mới đó. Có hai bạn nam A và B với câu hỏi là ai to hơn ai, thì thực sự mỗi người sẽ đưa ra một đánh giá khác nhau. Tôi thì nói bạn A có vẻ cao hơn nên to hơn, nhưng có người là nói bạn B mập hơn nên to hơn. Tất cả đánh giá đều mang tính cảm xúc và không thể chính xác. Để so sánh hai người này, chúng ta cần có chuẩn và công cụ để đo chuẩn. Cụ thể thì chuẩn ở đây là chiều cao và cân nặng, còn công cụ ở đây là cây thước để đo chiều cao và cái cân để đo cân nặng. Phải có số liệu chính xác thì chúng ta mới biết được ai to hơn ai. Tương tự, để phân biệt helper nào tốt hơn, helper nào đủ năng lực để làm nhiệm vụ cho bạn, chúng ta không thể đánh giá một cách cảm tính. Nhiệm vụ đã xây dựng một chuẩn đánh giá, đó là hệ thống tính điểm uy tín dựa trên những nhiệm vụ mà helper đã làm được. Công cụ để đo chuẩn là ba số liệu thu thập từ một nhiệm vụ. Cụ thể, khi helper hoàn tất một nhiệm vụ và được khách hàng đánh giá, nhiệm vụ sẽ xét ba tiêu chí sau. Thứ nhất, giá hoàn tất, dựa vào giá để cho điểm uy tín là hợp lý nhất. Tiền công khách hàng trả cho helper đánh giá chính xác năng lực của helper đó. Giá càng cao đồng nghĩa trình độ helper càng cao, bởi vì không ai trả công cao cho một công việc đơn giản cả. Từ giá suy ra điểm uy tín cố định, một điểm tương đương với mức giá 1 triệu đồng. Thứ hai, đánh giá từ khách hàng có 5 sao tương ứng với 5 hệ số. Với đánh giá 5 sao, chúng ta có hệ số tối đa là +1.5. Thứ ba, thời gian hoàn tất. Thời gian sẽ được tính từ lúc khách hàng chọn được người thắng giá cho đến khi nhiệm vụ được hoàn tất. Helper hoàn tất nhiệm vụ càng sớm thì được hưởng hệ số càng cao. Hệ số 2 là cao nhất. Công thức tính điểm uy tín của một nhiệm vụ là điểm uy tín cố định từ giá hoàn tất nhân hệ số đánh giá từ khách hàng nhân hệ số thời gian hoàn tất. Ví dụ trong điều kiện lý tưởng, nhiệm vụ có giá 1 triệu được đánh giá 5 sao và làm xong rất nhanh thì ta có điểm uy tín là 1 × 1.5 × 2 = 3. Như vậy điểm uy tín của helper là 3 thay vì 1. Nhiệm vụ sẽ có 5 cấp bậc để xếp hạng tổng điểm uy tín đi từ thấp đến cao. Chúng ta có vú đá, vú đồng, vú sắt, vú bạc, vú vàng. Chúng tôi cũng dùng cấp bậc này để phân loại nhiệm vụ của khách hàng tùy theo độ khó của công việc và ngân sách chi trả của khách. Ví dụ một nhiệm vụ của khách hàng được phân loại vú sắt thì chỉ có những helper từ vú sắt trở lên mới thấy nhiệm vụ đó và được tham gia chào giá. Chúng tôi làm vậy để tạo môi trường cạnh tranh công bằng và xây dựng niềm tin cho khách hàng cũng như helper. Helper làm việc có trách nhiệm, tay nghề cao sẽ thu được nhiều điểm uy tín và tăng cấp bậc càng cao thì cơ hội làm những nhiệm vụ có mức lương ngày càng cao, từ đó tăng thu nhập. Khách hàng cũng không lo những helper chưa có nhiều kinh nghiệm vào phá giá, ảnh hưởng đến tâm lý lựa chọn và những helper uy tín khác. Helper có uy tín sẽ có thu nhập tăng dần theo thời gian, từ đó helper sẽ tập trung vào chất lượng dịch vụ thay vì số lượng công việc. Họ sẽ thấy được tương lai của nghề, có thể sống được với nghề và giữ nghề, dần dần nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ. Khách hàng sẽ là người hưởng lợi từ việc này. Chúng tôi cố gắng xây dựng niềm tin và uy tín trong cộng đồng nhiệm vụ vì một xã hội văn minh và phát triển. Việt Nam cần có chuẩn và công cụ để đo chuẩn. Các bạn có tự hỏi tại sao năng suất lao động của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực Đông Nam Á không? Tại sao chúng ta xem thường những người lao động tay chân? Họ không được đào tạo nghề bài bản, lương thấp, cuộc sống bấp bênh. Họ luôn trực chờ để đổi nghề nếu có cơ hội. Thật cực quá mà, lại không thấy cái tương lai nữa. Nên cuối cùng là chả có ai chịu giữ nghề. Họ chọn làm việc đó vì cái miếng ăn thôi, chứ không phải vì yêu nghề. Họ không thấy tương lai cho những cái công việc mà họ chọn. Xã hội không có cái giải pháp nào cho họ. Những cái con đường, những chiếc cầu, những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, những cái sản phẩm này các bạn đang được hưởng, được tạo ra từ những cái con người mà nếu chẳng may họ chết vì tai nạn, bạn biết gia đình của họ được bảo hiểm Việt Nam đền bù bao nhiêu tiền không? 30 triệu. 30 triệu. 30 triệu.
Chả trách là có nhiều người Việt bất chấp tính mạng, bất chấp nguy hiểm tìm đường vượt biên ra nước ngoài để làm chui, trở thành những người không quê hương. Bên Anh họ gọi là những người rơm á, bên Úc tụi tôi gọi là những người này là những người Việt ở lâu thôi. Ngày tôi còn đi làm farm bên Úc, tôi đã tiếp xúc với những cái người như thế này rồi. Trên đây chỉ là một trong những cái tâm sự mà họ chia sẻ. Các bạn có cái giải pháp nào cho những cái tầng lớp lao động tay nghề không? Vậy thì nếu tôi có thể đưa ra cái giải pháp, các bạn có cân nhắc thử hay không? Hãy download ứng dụng nhiệm vụ và giới thiệu cho bạn bè về video này. Đừng ngại để lại comment nếu các bạn có câu hỏi. Và tôi sẽ sớm giới thiệu cho các bạn những helper búa vàng trên ứng dụng nhiệm vụ tôi đang cố gắng đàm phán. Lực lượng tay nghề cao này sẽ kéo lại niềm tin cho xã hội chúng ta. Hẹn gặp lại. Tôi là Tiffany. Cảm ơn các bạn.